Bùi Quỳnh Hoa trấn an Đan Tiên giữa tâm bão, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Giữa tâm bão vạ miệng với Hương Giang trong quá khứ, Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng vỗ về học trò Đan Tiên. Giữa tâm bão thị phi đang bổ về Đan Tiên thì sinh hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023 khi cô từng vạ miệng chê bai MV ca nhạc, cũng như cả những lời lẽ không mấy hay ho về host Hương Giang, mentor Bùi Quỳnh Hoa đã lên tiếng trấn an. Dòng trạng thái được cho là ăn năn hối cải của Đan Tiên nhận được nhiều sự đồng cảm của khán giả. Hầu hết mọi người đều động viên cô hãy mạnh mẽ để đối diện với sự thật. Với tâm thế là người chị mentor của Đan Tiên nên Bùi Quỳnh Hoa đã bảo vệ học trò mình bằng một bình luận hết sức xúc động. Cô bé của chị sẽ không bình phẩm về nỗi nằm của em trong quá khứ vì giờ chị nghĩ đó là bài học lớn nhất trong cuộc đời của em đang phải đối mặt. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Em đã mạnh mẽ ra đối mặt với lỗi lầm và nhận sai. Chị không biết trước đây em thế nào, nhưng khi nhận em vào team tới bây giờ, cô bé Đan Tiên mà chị biết luôn là người biết trước, biết sau, lễ phép và nghe lời. Cố gắng hết mình với nền âm B được tỏa sáng. Chị tin em đã nhận ra nỗi nầm để làm bài học khiến em thay đổi, trở thành con người lễ phép như ngày hôm nay. Chị hiểu hiện tại em đang rất buồn và xuống tinh thần trước áp lực dư luận. Chị tin em sẽ rút ra bài học, mong rằng em sẽ nảy lại được tinh thần để tập trung cho chặng đua phía trước tại Miss International Queen. Hãy làm như không còn gì để nuối tiếc. Thương em, chị và team sẽ luôn bên cạnh em, cô bé của chị. Hành động này của Bùi Quỳnh Hoa nhận được nhiều sự ủng hộ và tán thành của cõi mạng. Riêng mẫu quốc tế không bênh vực, cũng không đả động tới việc quá khứ của Đan Tiên là đúng hay sai, mà cô chỉ tiếp thêm lửa để học trò không xuống tinh thần ở chặng đua nước rút này. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.